Vâng, xin được chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại quay cho quý vị và các bạn một cái miếng đất nằm ở xã Iao, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Và cái miếng đất này gồm có 3H1 là cao su, năm thứ 6 mới mở miệng thôi các bạn. Và do gia đình không chăm sóc được nên là để những cái cây cỏ nó cũng hơi bị to, mới phát xuống và đã mới mở miệng được một xíu. Thì cái cao su ở đây Giáp thấy là xung quanh hàng xóm thì cao su rất là nhiều mủ và rất là đẹp. Đây là một vườn cao su non gồm có 3H1. Đất thì nó cũng hơi trần trìa một tí thôi các bạn. Và đất này nó có đá nhá. Từ đây mà ra đến trung tâm huyện Chư Bờ Rông thì tầm độ khoảng 6 đến 7 cây số. Mà ra đến chỗ ủy ban xã đấy, ở ủy ban xã đây thì tầm độ khoảng 5-600 mét thôi các bạn ạ. Đó, thì là một cái vườn cao su ở đây. Và giá sẽ quay cho mọi người cùng coi những cái cây cao su mới mở miệng đây. Thì cái giá mong muốn của chủ nhà đưa ra là 380 triệu. Thì cây cao su này họ mới mở miệng được cái chỗ này các bạn ạ. Và cũng đã được mủ một ít rồi. Thì như cây cao su Giáp cũng sờ vào đây. Do là chủ nhà cũng mãi ăn chơi quá nên là không chăm sóc được. Thì cây cao su nó chỉ được như vậy thôi các bạn. Đây thì Giáp cũng sờ tay vào và quay để cho các bạn cảm nhận được cái bát mủ đây. Đó, như thế này. Thì cây cao su cũng được như này rồi nha các bạn. Và toàn bộ đây là cái đất này nó cũng có đá này. Có đá lên là chủ nhà cũng trồng cao su thôi. Và cái giá này thì có thương lượng một chút nha các bạn. Đó. Thì hôm nay Giáp sẽ quay cho mọi người xem một cái vườn cao su non. Vườn cao su này thì trên thực tế ra mình nhìn ở trong video thì mình thấy nó cũng không đâu vào đâu. Nhưng mà các bạn nhìn ở bên ngoài thì cũng được các bạn ạ. Vườn cao su cũng được. Cao su hàng xóm thì đây là cạnh một cái công ty cao su Bình Dương. Hay như chủ nhà thì cũng mới phát tất cả những cái cây to ấy, cây do không chăm được ấy, mới phát đi và cho người ta cạo. Và đã cho một cái người em cạo là 65 triệu, cho thuê lại là 65 triệu. Và bây giờ thì người chủ cũng đang cần bán nên bán ra. Miếng này thì đã có sổ nhưng mà là sổ đỏ nhá các bạn. Đó, đây là toàn bộ cao su. Các bạn nhìn thấy cây cao su cũng rất là ok luôn. Do là không chăm thôi, do cái ông chủ này là có nói là 4 năm nay là bỏ không phân do gì. Đó, thì cây nó được như vậy. Từ đây đi ra trung tâm huyện Chư Bờ Rông cũng rất là gần. Và đất này thì cũng thông báo luôn với các bạn là có đá và nó hơi triệt. Đây các bạn như thế nhìn thấy cái cây rừng á. Cây rừng mà mọc như này. Đấy, kèm với cao su to như này. Cây rừng thì cây to bằng cổ tay. Mà nó mọc lên người ta mới phát đi. Thì làm sao mà cây cao su nó tốt được. Tí nữa Giáp sẽ quay cho các bạn xem một cái vườn cao su bên cạnh thì các bạn có thể hình dung. Cây cao su thì cũng được các bạn ạ, tất cả đều mới mở miệng một tí thôi. Và cái khu vực đây thì cây rất là lực cây và rất là tốt. Cũng được các bạn ạ. Thì Giáp quay cho mọi người cùng coi. Và cái giá này thì chủ nhà là sang sổ cho mình. Mình chỉ việc bao sang sổ cho mình luôn. Thì toàn bộ đây là một cái vườn cao su nhá các bạn. Cao su non. Bây giờ nếu mà ai mua cái miếng này thì theo như cá nhân Giáp thì hãy dừng lại, không cạo nữa. Mà mình bỏ phân, bỏ giò, mình chăm sóc đấy được khoảng 2 năm nữa hạn cạo các bạn ạ. Là ok, tổng diện tích là 3H1. Giáp sẽ cứ đi lên rồi Giáp lại quay ngược lại một vòng cho các bạn cùng xem nhá. Đó là chủ nhà cũng đang rất là cần bán. Là bạn nào mà cần mua thì cứ liên hệ mình dẫn các bạn vào đây để các bạn coi. Thực ra thì cây cao su nó cứ đều lắm các bạn ạ. Cây cũng đều nhau. Chứ cũng không to quá mà cũng không bé quá, đều đều mà lạ nhá các bạn, lạ lắm. Tí ra quay cho các bạn xem có cái này lạ hay lắm. Đây cây này thì to này, cây này thì to hơn một chút. Thì ra lại quay ngược lại, ở đây còn có một cái đàn dê các bạn ạ, ở kia có một cái đàn dê kìa. Thì tổng là Giáp sẽ quay một vòng như này đó, quay một vòng để cho các bạn xem. Ở đây đá to thì không có, nhưng mà cái loại đá mà vừa cứ bằng nắm chân nắm tay á thì có nha các bạn. Đây cao su, ở dưới kia thì là cái ruộng lúa nước. Theo mình thì ở đây các bạn cứ làm cao su đi thôi, chứ cũng không nên trồng được cái gì nữa, vì có cao su sẵn đây rồi. Đó, có những cây cao su cũng rất là được các bạn ạ, cũng 5-6 năm gì đấy, rất là được. Mủ thì chủ nhà mới vét bát. Đây là hết mủ, không biết là quay cho các bạn xem cái mủ như thế nào. Đây, chủ nhà thì mới bóc mủ đây.
mới cạo có một lát mà Giáp nghĩ là mủ nó sẽ đến đây này các bạn này. Đây, mủ nó sẽ đến tầm này, tại vì ở đây nó có một cái vành ấy, là cũng khá nhiều mủ đấy. Đó, là Giáp cũng sẽ quay sơ như này cho các bạn coi. Ở Giáp danh dưới kia thì Giáp với vườn điều người ta, và cái vườn này như vậy, đất thì đất sỏi các bạn ạ, đất sỏi. Đây là những hàng cao su, tính ra thì cũng có hơn 300 một hát thì cũng được các bạn ạ, mua được chứ cũng không đến nỗi gì. Đây là một cái vườn cao su như vậy, giá rất là rẻ thôi, sổ sách đầy đủ. Cái con đường đi vào thì đi qua công ty của nhà nước thì mất độ khoảng mấy chục mét là cái con đường đấy, là đi qua công ty và toàn bộ là cao su ở đây. Ở dí nữa Giáp sẽ quay cho các bạn xem là sao Giáp lại bảo nó là lạ nhé các bạn nhé. Nó cách nhau nó chỉ giáp danh thôi, bên kia thì lại đất đỏ luôn, mà bên này thì lại là đất sỏi. Giáp nghĩ ở trên mặt này thôi, chắc bên dưới chắc là đất đỏ, nghi nghi thế các bạn. Đây là cái vườn cao su nhé, mua được đấy các bạn ạ, cho người ta thuê cạo cũng được tiền đấy. Tính ra các bạn mua cái vườn này thì có cây sẵn rồi, mình thích cạo thì cạo thôi. Đây, do ông chủ này ông ấy không thể làm được, và ông ấy có rất là nhiều đất, mười mấy héc, nên là ông ấy không làm được thì ông ấy mới cần nhượng lại. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ liên hệ với chủ để cho các bạn mua cái vườn này. Đây là quay cho các bạn xem là tầng trên tầng dưới tất cả là một vòng để cho các bạn dễ hình dung. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho các bạn xem cao su của hàng xóm này. Đây là cao su nhà mình thì như này thôi, nhưng mà cao su của hàng xóm bên cạnh này tốt lắm các bạn ạ, to đùng ngã ngửa luôn. Tại vì cao su của bên kia là họ trồng, họ chăm sóc, họ cho phân được. Đây trồng được 6 năm, 4 năm không cho phân thì các bạn làm sao mà nó to được. Thì chỉ có nhị đói. Người ta trồng, người ta chăm sóc, người ta đẹp. Mình đây trồng được 6 năm, 7 năm gì đấy mà đến 3, 4 năm không cho phân. Thì thử hỏi rằng là cái cây nào nó đẹp, nó tốt được hả các bạn. Đây là toàn bộ một vòng Giáp quay này. Chỗ này là 3H1 đấy. Sổ sách giấy tờ là đầy đủ. Đây các bạn ơi, bên cạnh này có một cái cây cao su không biết của ai, nó to như cái gì luôn. Còn cao su bên mình đây thì nhìn thì nó bé bé cây thôi, nhưng mà đã được cạo rồi. Và mủ giấc thì cũng rất là ok. Cái này mà mình cho phân vào được đấy, chủ nhà cũng đã làm luống làm biếc, mình chỉ cần bỏ phân vào cái rãnh này ấy. Mình làm mình chăm sóc nó tầm độ khoảng 2 năm nữa các bạn ha, cạo thì rất là tuyệt vời luôn. Và bên đây thì các bạn thấy là cao su của công ty Bình Dương. Đây Giáp sẽ quay cho các bạn xem bên cạnh đây là công ty cao su của Bình Dương. Đấy, ở bên đây thì lại người ta lại là đất đỏ các bạn ạ. Còn danh biên ấy thì múc rất rõ ràng, bên mình kia thì lại đất có đá. Mà coi như các bạn thấy là đây là cao su của công ty Bình Dương, họ chăm sóc được, họ làm được, họ ấy được, thì những cái cây cao su rất là đẹp luôn, rất là tốt, rất là to. Đây như các bạn thấy là cái cao su của họ rất là ghê gớm. Đây là quay cho các bạn xem là toàn cảnh khu đây trồng cao su rất là hợp, từ đây đi ra ủy ban thì cũng rất là gần nhé các bạn. Nên là quay cho các bạn xem đúng một vòng xung quanh đây đó. Và vườn cao su của người ta chăm được, công ty mà người ta chăm được nên là nó rất là khác so với cái vườn cao su của mình ở bên kia đấy, 4-5 năm không cho phân. Thì nó như vậy. Thì hôm nay Giáp sẽ quay cho các bạn xem một cái mảnh cao su. Đây là của công ty và đây là hàng biên này. Giáp sẽ quay cho các bạn xem hàng biên ranh giữa nhà mình và nhà công ty thì họ cũng đã múc rất là rõ nét, chứ nó không có vướng víu gì vào nhau nhé các bạn. Đây, đường biên thì múc rất là sâu. Đường biên ranh múc rất là sâu. Đây là công ty, đây là cao su của người ta. Và đây đường biên ranh là họ cũng đã múc sâu như vậy rồi các bạn này. Đó. Và đây là cái đường đi. Đường đi này thì là dưới kia còn có một cái nhà khác nữa, nên họ sẽ đi giữa cái dãy nhà mình. Đó, tất cả hàng biên nó múc rất là sâu luôn, rất là to, rất là sâu đấy các bạn này. Hào, một cái thông hào cực kỳ sâu to. Còn đây là hàng xóm, và đây là nhà mình. Thì giờ bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn cũng đã xem video này. Chúc tất cả mọi người cũng tìm được một mảnh dãy ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào quý vị.